Hello anh em nhé, chào tất cả anh em, giới thiệu với anh em đây là một bộ cửu bình chín món gỗ hương, gỗ hương ta Gia Lai nhé. Có kích thước là 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, cao từ 23 đến 41, rất là đẹp anh em nhé. Đấy, thấp nhất là 23, cao 41 rồi. To lắm nha, to chả bá luôn này. Vân này. Vân ối giời ơi luôn. Bay hết này. Từng tổng thể anh em ngắm đó. Vân kinh dương. Dã man quần ngàn luôn. Phê như quần tê tê luôn. To chả bá này, cái tay cầm. Bộ này gấp mấy lần bộ cái này nhỏ nhỏ kia. Rất đẹp nha anh em nha. Đấy, vân này. Này mà để trang thờ hoặc ô cửa sổ đấy, rất là đẹp anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì liên hệ nhá. Giá cả rất là mềm cho anh em để chơi.